Ayo, hai xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một bộ mô hình của bộ bộ Naruto nhưng mà mô hình là Kakashi. Thì cũng lâu rồi mình chưa có review về bộ bộ mô hình nào của Naruto. Từ tầm trong dịch mình có bộ review bộ của Gaara thôi. Thì bộ này cùng chung với set của Raga. Bộ này là gì ta quên bạn rồi. Mình cũng chả nhớ đâu. Vì bộ này mình mua với giá là chắc cha nó có để giá đây ta. Tầm 25 đô tới 26 đô tầm đó. Tại vì mấy con này thường thì nó chỉ giá tầm đó thôi. Là khoảng để coi 500 mấy tới 700 mấy. Tầm 600, 600 mấy. Thì để nói lại thì đây là giá mình mua ở Mỹ. Nếu phải giá mình mua ở Việt Nam mà có thể giá rẻ hơn nhé. Nên các bạn cứ hỏi, ủa tại sao ở bên đây giá mắc vậy? Tôi biết tôi trả lời đéo được. Thì vô chủ đề chính, đây là một bộ mô hình. Đây, nó có để ở đây là Vibration Star. Chả hiểu nghĩa nó là gì, nhưng mà bộ này mình đây nó có để là kỷ niệm 20 năm của Naruto. Đây họ có để cái gọi là logo ở cỡ đó đi. Thì bộ môn này mình mua của Bandai và thiết kế với Ben Brasto gì nè. Ok bà nói đi. Hôm nay mình sẽ review mô hình theo phong cách cúp súng cái độ thôi chứ tại mình đang hơi mệt. Ok, thì đây là bộ mô hình của mình, gồm có một con Kakashi, phần thân trên của Kakashi, phần chân và một cái thanh gọi là thanh chống và một cái đế đen. Do hôm nay là ngày đầu tiên mình mới học online xong. Trời, học online cực lắm. Học từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Không có nghỉ sướng đâu, không sướng đâu. Đây là thằng thân trên của Kakashi. Lý do mà mình mua bộ này, thứ nhất là hôm bữa mình rảnh tay mình đi mua bộ này, là mình mua chung với gì nhỉ, à nhớ rồi, mua mình kỳ mình đi mua con Sabo thì mình có mua luôn con này. Thì thấy lúc đầu thì mình thấy cái này nó của nó hơi ngầu, nhưng mà bây giờ thì mình thấy nó không ngầu lắm, nó kiểu nó bị hơi bị giả giả, mọi người có thấy không? Đây là Chidori của Kakashi, nó không bằng với con mà đợi mình một chút. Thì ok, thì cái Chidori của nó không có bằng với lại con Kakashi này. Tại mình mua định mua con này để thế cho con này, tại vì con này là một loại hàng giả, hàng phát, chắc là phát loại một. Và đây là nó khá đẹp, mọi người cũng có hỏi giá, mình có thấy ở Việt Nam họ bán với giá là 600 mấy cho một con hàng real. Kỳ mình có đi coi thấy cũng khá mắc. Thì lúc đó mình còn nhỏ hơn chưa có điều kiện để mua. Thì mình mua định mua con này để thay thế cho con Kakashi này. Tại vì mình quyết tâm là mình không chưng đồ giả đồ phát nữa. Quyết tâm thật là hao tốn. Ok, thì đây là phần thân trên. Có một cái túi đi đựng Shuriken và một cái túi đi đựng kunai ngay bên hông chân đây. Một đặc điểm đặc trưng của những con ninja, một những mô hình của ninja là luôn luôn có hai cái túi đó. Ok. Và đây, thì con này nó cao, nó to hơn con này nhiều. Đây, con này kỳ mình mua là tới 9 đồng lận á. Mua ở Wish thì kỳ nó là lễ gì á, lâu rồi mình mua thời video đầu ra luôn cơ, nên mình cũng lâu mình không nhớ. Thì những chi tiết trên mặt của nó mọi người cũng thể thấy là nó không bằng đây, nhờ cái tóc, cái màu của nó thì nó sẽ khác với con này hoàn toàn. Con này nhìn thì thật hơn, nhưng mà cái Chidori của nó thì mình không thích cho lắm.
Nó có một cái vết sẹo ở bên mắt ngay đây luôn. Để của con của gọi là vết sẹo mà khi được gây ra ở trận chiến thế chiến thứ ba, và con một con mắt Sharingan đang được mở. Nhìn thì cũng khá đẹp. Và huy hiệu của tộc Uzumaki ở phía sau của cái áo này. Nói chung thì chi tiết họ làm khá là tốt, khá là ổn. Nhưng chỉ là không thích cái Chidori này thôi. Nhìn nó kiểu nó như như trẻ con. Không, nhìn nó giống như là một món đồ chơi của trẻ con hơn là một mô hình cơ. Theo mình thấy là vậy. Nó không có được đặc sắc như cái Chidori này của con Kakashi này. Kiểu nó rộng ra hơn ấy. À, đây là cái thanh đỡ. Mình chả biết là mình có gắn đúng hay không đây còn mấy cái mô hình mà mọi người bị gắn chặt quá, bị kiểu nó bị chặt quá nó không có ra, không có vô được ấy, thì mọi người cứ nam lấy soi là nó vô. Đây mô hình của mình tư thế thì nó cũng không ngầu bằng cái con Kakashi này thật, công nhận là vậy. Nhưng mà nếu mà nói về hàng thật luôn nặng hơn nha, hàng thật nó nặng cực. Còn hãy phải bỏ qua bên đi, không review nó nữa. Và ở phía sau đít ngay đây nhưng mà hôm nay nó có họ có khắc khắc cái gì nữa kiểu như số in chìm ấy, phải trưởng thật. Ok, thì chắc review về con Kakashi lần này của mình tới đây cũng là kết thúc.